sư lương y Nguyễn Công Đức. Nha Đam thì ai cũng biết là dùng để nấu chè, và chắc có lẽ mọi người chỉ biết mỗi một cái công dụng là nấu chè ăn cho nó Vâng. thanh nhiệt rồi cho nó mát Ừ. thôi. Còn đối với đông y thì nha đam nó có những cái tác dụng như thế nào, và thành phần hoạt chất có trong nha đam là gì ạ? Vâng. À, phải nói là cả Đông và Tây đều sử dụng cái nha đam. Cái tên khoa học nó là aloe vera. Còn có cái tên khác là lô hội. Lô á, tức là nó là đen, hội là nó tụ lại. Khi mà cái nhựa của nó để nó tụ lại thì nó có màu đen. Như vậy thì cái thuốc mà trong đông y người ta bán cho mình á, ta gọi là lưu hội hay là lư hội hay là lô hội, tức là một cục nhựa màu đen. Nếu như mà nói theo cái hàm lượng mà dùng cái màu đen đó thì coi như là ỉa chết luôn. Tại vì cái hoạt chất là aloin rồi cái anthraquinone ở trong lô hội mà nó thành một cái cục đen mà ở trong tiệm thuốc bắc mà họ bán cho mình á, là cái tác dụng nhuận trường của nó rất là cao và có thể đưa đến là tẩy sổ mà đi ỉa rất là dữ. Cho nên ở đây á, là mình xác định ngay bộ phận dùng của lô hội hay nha đam, còn ở ngoài Huế thì gọi là tượng đảm, đó là dùng tươi. À, trong cái dịch tươi của nó có nghĩa là nó như thế này, cái tươi của nó này hay là mình nạo ra thì người ta thấy có cái thành phần nó có enzyme, mà mình thấy enzyme là một cái chất mà nó hoạt hóa, nó giúp cho cái tiêu hóa rất là tốt, và có các cái amino acid, không? Rồi có các saccharide, rồi là có cái mineral, đặc biệt cái mineral là các cái vi lượng nó chúng ta thấy là có đồng nè, có kẽm nè, rồi có magnesium nè, có potassium, là những cái mà rất là quan trọng, và đặc biệt các cái vitamin ở trong cái nhựa tươi này mới có, chứ còn cái cục đen kia nó không có, là vitamin B1 nè, B2 nè, B6 nè, và đặc biệt là vitamin E. Vitamin E ở trong cái lô hội rất là cao. Đó là vitamin cho sinh lực, cho tuổi trẻ, cho sức khỏe và ngừa được ung thư ở vitamin E. Cho nên phụ nữ mà rối loạn tiền mãn kinh, cái người mà thấy khô khan hay là bị khô âm đạo hay dùng cái Enad 400 chính là vitamin E. Như vậy thì có rất nhiều trong cái lô hội, tại sao ta không dùng? Là mình có cái thuốc tốt, mình có cái vốn quý mà mình không có biết dùng, cái đó là cái sai sót của mình. À, thì qua cái thành phần hóa học nó như thế thì có lẽ chúng ta sẽ tìm hiểu xem nó trị được những cái bệnh gì và cách sử dụng nó như thế nào. Có phải không? Quý muốn dạy cái gì ha? Thế bây giờ ta nói ăn trước đi. Thì để ăn thì bà con ta thấy là rất là đơn giản. Ta gọt vỏ nó ra như thế này, rồi ta cắt nó theo cái dọc như thế này, là để mình có cái hình con cờ mà. À, đây. Đây cái hình con cờ. Thì bà con ta dùng cái này rất là tốt. Tôi xin nói cái cách sử dụng trước rồi nói cái điều trị như thế nào. Đấy, thì khi mà cắt hình con cờ về thì bà con chỉ cần một một lát thôi, một một đường dao là coi như là quá đẹp luôn, thấy chưa? Đó, tuyệt vời không? Đấy, nó thành những cái hình con cờ như thế này. Thì chúng ta mới mới để trong một cái thố. Đấy, nó hình con cờ, con cờ chỉ cần một lát dao thôi. Thì cái hình con cờ này bà con để trong cái thố bằng bằng thủy tinh, rồi cho thêm một tí đường hoặc là mật ong, rồi thêm nước đá, chúng ta súp là ăn 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 bình thường, Ăn đó tươi là luôn. ăn tươi luôn, ta gọi là món ăn. Thì cái đây là dùng cho cái món ăn ha, là món ăn. Thế bây giờ mình nói trước cái trị được cái gì cho nó hấp dẫn ha. Thế bây giờ trẻ con thì dưới 3 tuổi thì không có dùng, nhưng mà nó bị ốm còi nè, nó bị suy dinh dưỡng nè, thì ta dùng cái món ăn này, dùng lô hội rất là tốt. Cái người mà bị các bệnh mãn tính nè, thí dụ như là viêm xoang, viêm mũi, bị là viêm đa khớp, rồi bị phong thấp, thần kinh tọa, đó là cái bệnh mà về cơ xương khớp. Cái bệnh mà tim mạch, tức là thiếu máu cơ tim, tăng huyết áp, đó là cái nhóm bệnh đó. Rồi bị tiểu đường type 2 cũng là nhóm bệnh đó. Đối với phụ nữ, khí hư bạch đới, tức là huyết trắng nhiều, rối loạn kinh nguyệt, tức là khi thì kinh đến sớm, khi thì đến muộn, rồi đến sớm muộn bất kỳ. Rồi rối loạn tiền mãn kinh, tức là cái mặt hay bốc hỏa, rồi mắt đỏ, rồi cáu gắt la lối um chùm, tức là rối loạn tiền tiền mãn kinh của phụ nữ, thì tất cả những cái trường hợp đó đều sử dụng được bằng cái lô hội này. À, đấy thì tôi đã giới thiệu cái đầu tiên là chúng ta cắt cái hình con cờ, tức là để ăn. Cái thứ hai là uống.
Uống thì chúng ta gọt gọt vỏ như thế này, gọt vỏ rồi thành từng miếng, mình bỏ trong cái máy xay sinh tố, mỗi lần dùng là nửa ký. Mình cắt làm sao cái cây lô hội này thấy nó to như vậy. Đây là cái giống này là của Mỹ, còn ở Việt Nam mình hay là ở miền Trung á, miền Bắc thì hơi hiếm hơn, nó nhỏ hơn. Mà trên cái bẹ của nó đốm 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 như thế này. Thì nó nhỏ hơn, nhưng mà nhỏ lớn gì kệ nó, đây có giống rồi thì ta cứ dùng. Thì ta gọt vỏ nó như thế này là nửa ký, bỏ trong cái máy xay sinh tố là mình bật cái máy quay lên mình quay. Quay xong rồi là nó nhuyễn ra, nhưng mà thường như vậy thì cái trọng lượng như thế, nhưng mà cái dung tích thì nó thiếu. Cho nên ta thêm khoảng chừng 200ml nước vô nữa. Cho nó hơi loãng một tí. Như vậy là ta dùng luôn cái bã này chứ không có bỏ. Tại vì mình xay là mình đã bỏ vỏ rồi. Thêm vào như vậy á là 200ml mật ong. 200ml mật ong nữa là chúng ta có một cái thức uống là rất là tuyệt vời. Nhưng mà không phải uống hết, nửa ký này không phải uống hết. Sau khi xay xong rồi chúng ta để tủ lạnh để dành, mỗi ngày là dùng 3 lần, mỗi lần muỗng canh thôi. Một lần muỗng canh, tức là mình làm một lần nhưng mà mình để dành nhiều lần. Cái vấn đề đặt ra là thí dụ như ở những nơi mà không có tủ lạnh thì sao? Thì cũng như vậy, cũng nửa ký lô hội tươi như thế này. Rồi xong rồi thêm 200ml nước, 200ml mật ong. Và làm ơn thêm vào 200ml rượu. Ra cái chai rượu tôi để bên đây là với cái ý đó. Thêm cái rượu là 200. Như vậy thì nhờ cái rượu này để nó giữ hả? Đúng rồi, nó bảo quản. Miễn mà dùng khoảng chừng 50 ngày trở lại thì mình làm cái khác thôi. Thành ra đó là nơi mà không có tủ lạnh thì thêm rượu. Hoặc là người nào mà thích uống rượu thì thêm rượu vào. Thành ra một cái món uống mà rất là phải không có chê vào đâu được. Nó ngon lắm. Mình uống mà nó ngọt. Nó vừa giải khát. Đúng như vậy. Nhưng mà nếu giải khát thì chúng ta dùng một muỗng canh rồi ta hòa thêm tí nước rồi bỏ đá uống là rất là tuyệt vời. Đấy. Đó là nói lại là những cái bệnh như là phụ nữ nè, bệnh của những bệnh mà mãn tính ha, tiền mãn kinh nè, rối loạn kinh nguyệt nè, khí hư bạch đới nè. Rồi bệnh mà mãn tính ví dụ như là phong thấp nè, rồi tăng huyết áp nè, bị tiểu đường nè, rồi lỡ ngứa ngoài da nè, rồi bị táo bón đều có thể dùng được cái lô hội. Mà nên nhớ là lô hội tươi có 3 dạng sử dụng. Cái dạng thứ nhất là ta cắt hình con cờ để ăn sống. Như vậy vì nó có đường cho nên cái người bị tiểu đường thì làm ơn là hạn chế, không có được bỏ đường và không bỏ mật ong. Cái dạng thứ hai là chúng ta xay thành cái sinh tố và thêm mật ong vào. Nhưng mà nếu cái người bị tiểu đường thì không bỏ mật ong và không bỏ đường, chỉ dùng không thôi. Rồi, và nếu như nơi mà không có tủ lạnh thì bà con làm ơn cho thêm 200ml rượu vào để cho nó bảo quản. Cái đó là phương pháp là uống. Thế bây giờ còn cái phương pháp dùng ngoài thì sao? Cái này hấp dẫn. Tại vì cái chế phẩm nào mà thuốc mà kem thoa mặt đồ của nó bán rất là mắc tiền, mà cái lô hội có chút xíu làm sao bằng của mình. Đây cái đây là cái trời cho mà chúng ta không biết hưởng đây. Thì tôi xin nói ra luôn cho bà con, thí dụ như bị nhắm mắt thì chúng ta cắt như thế này nè. Rồi mình nằm vậy đó, mình đắp trực tiếp lên mắt, đau mắt đỏ ha. Hay là cắt như thế này cũng cắt hình con cờ rồi thêm đậu xanh, rồi thêm ý được tí đường nấu chè ha, ăn để trong những cái mùa mà nó nóng nực nhất. Là qua Tết rồi thì tới cái mùa hạ là mùa hè nóng nực, gió mấy rồi đau mắt đỏ rồi táo bón vân vân, là dùng cái chè này rất là tốt. Tôi xin trở lại cái thuốc dùng ngoài. Thì bà con ta thấy là thí dụ như người ta cũng chỉ là nha đam, cái dừa nha đam này nè là bôi để trị mụn với mặt nám. Nhưng mà chị em mình là bôi xong đi ra nắng cái thấy không hết nám mà thấy đen thui, nó bị cháy da. Cái đó là cái lỗi mình không biết. Thì cái đầu tiên mà thấy đây là mình tưởng tượng đây là cái nước vo gạo. Nước vo gạo thì sau khi mình để khoảng chừng 10 phút thì nó lắng xuống như thế này. Thì đổ cái nước trong ở trên đi. Mình lấy cái đặt ở dưới á. Cái vo gạo mà nước đặt ở dưới. Đấy mình để. Thí dụ cái lượng mà cái đặt của nó là 4 muỗng này. Thì ta cắt cái nha đam mà mình cắt bỏ cái chút xíu này thôi. Cắt cái phần mà nó cái này lõm, cái này lồi á, cắt lồn. Thì chúng ta nạo nè, dùng cái muỗng inox chúng ta nạo. Cái nạo bình thường vậy thôi. Chúng ta nạo
nạo làm sao mà cho được 3 muỗng bằng với lại cái nước cốt của nước vo gạo. Dạ. Sau đó là chúng ta mới hòa lại rồi để tủ lạnh. Dạ. Tối đi ngủ thì lấy cái nước cái cốt hỗn hợp đó. À, hỗn hợp vo gạo với cái nhựa của lò. Dạ. Hồi chúng ta bôi. Dạ. Bôi xong nó khô xong cái bôi một lần nữa thành một cái lớp như là cái mặt nạ vậy. Dạ. Ha, ngủ tới sáng là nắm gỡ nhẹ là đảm bảo 3 ngày sau là mấy cái mụn cám nó tróc hết rồi. Có râu rồi mặt nám rồi từ từ đã uống bên trong mà bôi bên ngoài nữa là tuyệt vời. Dạ. Rất là đẹp. Dạ. Như vậy là chương trình hôm nay là rõ ràng là Lương Y Nguyễn Công Đức là có ưu ái chị em phụ nữ, cho nên là những cái bài thuốc hôm nay dành cho phụ nữ hơi nhiều. Còn không biết là nam giới dùng lô hội thì có tác dụng gì hay không ạ? À, cái câu này của bộ hấp dẫn đây. Là mấy anh mà bị mụn rồi cũng xài được cái bên ngoài. Dạ. Nhưng mà nếu nam giới mà dùng ở bên trong á, là vì như chúng ta thấy nó có đồng, nó kẽm. Nếu như vì kẽm là cái quan trọng đối với cái sinh lý, đối với làm cho cái tinh trùng nó nhiều hơn. Dạ. Cho nên nếu người nam mà dùng cái lô hội tươi này. Dạ. Với cái cách sử dụng như là ăn rồi là uống thì nó cho nó sung mãn hơn. Dạ. Trị rối loạn cương dương. À, mấy ông sẽ sung hơn. Dạ. Da dẻ đẹp hơn, hồng hào hơn. Và cái ham muốn tình dục nó mạnh hơn là nhờ kẽm. Và đặc biệt là vitamin E ở trong nó cũng hỗ trợ để nó tiết ra cái testosterone nhiều hơn. Dạ. Nữ thì là tiết ra là estrogen, progesterone là kích tố sinh dục nữ nhiều hơn. Nam. Dạ. Thì testosterone nhiều hơn, thành ra sung mãn đẹp. Dạ. Ra mà lại rất là phấn khởi, tươi trẻ. Dạ. Sống lâu yêu đời. À, như vậy thì sau khi những cái bài thuốc mà Lương Y Nguyễn Công Đức vừa giới thiệu với chúng ta cách sử dụng là như vậy, liệu có kiêng kỵ hay là cái đối tượng sử dụng có phải ngoại trừ một ai không ạ? Vâng, như đã nói từ đầu thì trẻ con dưới 3 tuổi thì chúng ta nên hạn chế, và đặc biệt là người mà tỳ vị hư hàn, có nghĩa là hay đi cầu lỏng rồi ăn gì chút là đau bụng là tuyệt đối không có được dùng cái này, hoặc là dùng cái lượng rất là ít. Thấy nó hấp dẫn, nó hay như vậy nhưng mà thấy yếu sinh lý, nhưng mà cứ ăn vô rồi là đi cầu liên tục là không có được dùng. Yeah. Tức là nó cấm kỵ đối với cái người mà tỳ vị hư hàn, tức là thường chuyên đi cầu lỏng và bụng râm ran đau thì không được dùng nó. Yeah. Như vậy tóm lại, tức là những người nào mà nhiệt, nóng trong người, táo bón là rất là thích hợp cái. Yeah. Dùng lô hội này. Yeah. Vâng. À, thưa bà con và quý khán giả, như vậy là rõ ràng qua chương trình hôm nay thì Lương Y Nguyễn Công Đức đã giới thiệu với chúng ta rất nhiều công dụng của lô hội hay là nha đam. À, gia đình nào có trồng những cái bụi nha đam như thế này thì chúng ta biết cách sử dụng. À, lâu nay thì chúng ta chỉ biết là để dùng để thanh nhiệt thôi, nhưng mà hôm nay thì đã biết thêm nhiều công dụng khác, đặc biệt là dành cho chị em phụ nữ có thể làm đẹp da, chữa những cái chứng như là rối loạn kinh hay là tiền mãn kinh hay là bị huyết trắng, và đặc biệt còn có một tác dụng rất đặc biệt đối với phái nam.